Sau đây em xin giao lưu em một bức lũ môn sừng này. Của môn sừng này rất đẹp nè, ở dưới nó có nâu này. Nâu sụn nước chảy nè anh em, thấy không? Đấy, cục này. Kích thước của nó cao lên nè. Cao 60 nè, chiều ngang là 25 nè. Gỗ mung nha anh em. Cục này rất đẹp nè, nó sụn dưới nè anh em, thấy nó chảy nó nâu nần. Chất liệu gỗ mung sừng hàng rục lõi nha. Cái này anh em có thể là phối một cái cảnh anh em chơi lũa nha. Rồi cái bức này em xin giao lưu anh em 500k. Cục gỗ mung sừng nước chảy nha anh em. Lũa nha. Rất đẹp. Rồi cái cục này em giao lưu anh em quá rẻ luôn, 500k. Giờ anh em muốn ghép về anh em ghép nha. Ôi 500k một lũ mum sừng anh em. Quá rẻ luôn. Gỗ mum nha. Dạng gỗ nhóm 1 quý hiếm nha anh em. Đấy. Lên trên nó có nước chảy xuống đây nữa anh em, thấy không? Đấy. Xuống này nó nhỏ lại, xuống đây nó bự ra, nó phình ra. Ở đây anh em có thể để một cái tượng này. Phần chỗ này anh em để cái tượng, ở dưới anh em có trang trí một cái tiểu cảnh gì đó. Rất đẹp. Rồi em cũng xin kết thúc video nha. Anh em nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại là 035 336 9229 nha. Số điện thoại này có kết nối bên Zalo nha anh em. Nếu anh em quan tâm mua hàng anh em cứ inbox cho em.